Chào các bạn, bây giờ thì chuẩn bị vô tới bãi rồi. Mà có một vấn đề phát sinh đó là cái bãi mà tụi mình dự kiến cắm bữa nay á, thì với thời tiết mới mưa như thế này thì cái bãi nó rất là nguy hiểm, khó lên. Đặc biệt là hôm nay mình đi con này nữa, không phải đi con chai tông, thì Bên tay trái cũng đẹp. không biết bò lên dốc nổi không. Bên tay trái sợ người ta đi qua đi lại á. Anh nghĩ dốc này phẳng bằng phẳng, lấy chớn đạp mạnh lên luôn được. Không không luôn đạp cái lên luôn đó, đúng là cái nếu mà có vỏ AT đi chắc an tâm hơn tí. Rồi đã lên tới đỉnh, chung là cứ tưởng sẽ rất khó nhưng mà may mắn là đã lên an toàn, không sao. Do trời mưa quá, cái dốc hồi nãy đúng là trơn nhưng mà ok ổn. Nãy còn định kéo lên cái con gấp to này lên trước nè, cảm thấy dốc quá dốc, định kéo lên. Bây giờ cũng lên thành công. Bãi hôm nay cũng chỉ là có tụi mình thôi, không có ai nữa chứ. Bây giờ tới nơi á thì việc tới nơi á là phải bố trí đội hình, sắp xếp. Việc sắp xếp nó cũng thật ra nó cũng không không hẳn là muốn đậu đâu là đậu, cũng phải tính toán nhiều cái. Thứ nhất là cái không gian ngồi ăn uống chung của mọi người, cái view liều của mọi người, và có cái bóng cây để chơi trong trường hợp sáng mai tới ngày sáng mai mà có nắng lên đó thì có vẫn có chỗ chơi. Hướng gió, nếu mà có gió mạnh quá thì cũng phải tính toán gió che, để xe làm sao để che gió cho mọi người ngồi bên trong không bị ảnh hưởng. Đó chứ không đơn giản cứ lên là ta thấy chỗ này đẹp rồi, chỗ này chỗ kia đẹp rồi, chỗ kia phải có sự thống nhất chung. Đây thì mình đi xe này không có liều nóc nên và cũng không có bạc nên mình rất là thoải mái, cứ đậu đâu đậu thôi. Còn những xe khác thì có bạc có liều nên phải tính toán lại. Giờ các bạn sẽ hỏi đi cắm trại tắm sao nữa, phải không? Lên Đà Lạt sao tắm, phải không? Ok, mình sẽ tắm cho các bạn coi. Có cái vòi sen nữa mà vòi sen nãy nó bị hư rồi nên giờ phải tắm kiểu này. Á lạnh quá vậy ta, tự nhiên tắt nắng rồi trời. Ha ha.
hết nắng luôn rồi. Không, nhưng mà tắm nước này mát. Đang nắng mà mưa canh nắng để tắm cho nó đỡ lạnh. Chai này là 200 trong một rồi phải không? 3 trong một. Tắm gọi rửa. Có chị lát không? Má. À, không chết tên luôn anh. Chết luôn, mấy anh nói gì chết tôi luôn. Má, anh giờ chẳng những bị lát mà còn hắt là mặt men nữa chứ. Rồi, mấy anh gom nhiều nhiều gom luôn đi, tôi chịu hết cho. Như bao nhiêu đau thương, tôi xin nhận hết. Vừa khớp luôn đúng không? À. Mà cái lưng hôm qua mấy con kia cắn, bữa nay nó nổi mục. Lát anh lấy đồn sạch chưa? Tắm cho nam thì đơn giản vậy thôi, ngoài trời. Nhưng còn nếu tắm cho nữ thì sẽ có nhà tắm riêng, có vòi sen để tắm và muốn nước nóng vẫn được luôn. Buổi chiều ở đây set up và nay hôm nay tới đây rất là sớm, bây giờ set up xong hết rồi. Đây, đồ ăn đồ chuẩn bị sẵn hết, bia đồ ướp lạnh sẵn hết, liều bạc chuẩn bị sẵn hết. Rồi bây giờ chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn. Đây, view ngắm hoàng hôn chiều nay của tụi mình ở đây. Vậy quay lại nhìn cười gì vậy? Cười gì vậy? Đâu, ai nói người nổi tiếng đang lên sóng. Đây, chiều nay ngồi trên đồi hút điếu thuốc vậy, trong túi là lon bia đây. Dạ. Ủa lon bia đâu rồi? À đây. Anh nhờ. Dính rồi. Đó. Đó. Cái túi thuốc vào trong túi là lon bia không? Chung chiều nay ở đây quá đẹp, đi cắm trại và mấy bạn cố gắng tới sớm sớm ở cái bãi đó đó để mà ngắm được cái hoàng hôn ở nơi mình chơi. Nếu mà ngắm được bình minh thì chắc chắn ngắm được rồi, nếu mà đi sớm kết hợp ngắm thêm hoàng hôn nữa thì trọn vẹn luôn, quá đẹp luôn. Chiều nằm ở đây trên đồi, gió thổi, mở nhạc nghe, hút thuốc, uống bia. Thôi, tối tối tính tiếp, bây giờ vô chơi. Khuyết rồi. Giờ này mình ngắm trăng sương sương, chút nữa mình ngắm hoàng hôn à. Yêu trăng mong
chiều rồi, bắt đầu lên đèn. Đây chết mồ rồi, lên clip chỗ này chết rồi đó. Anh lưng bartender đây. Buổi tối ở Đà Lạt chơi đèn băng sông là một điều tuyệt vời. Vì sao? Vì đèn băng sông ánh sáng đẹp là một, thứ hai là nó rất ấm. Chiều trong đây chuẩn bị nấu ăn. Ôi chưa có đèn trong đây nữa hả? Chết luôn rồi. Lâm ơi, đèn đuốc rồi đâu? Chết đồ rồi, cái khâu quan trọng nhất, cái phòng quan trọng nhất, cái việc quan trọng nhất là không có đèn. Hả? À, vậy còn chê cái bếp nấu sao sôi. Giảm là sao? Giảm có cái nước gạt á. Dạ. Đây. Ok. Giảm bên kia. Bên này nè, có cái cần đỏ đỏ nè. À dạ, má cái miếng này nóng quá kìa. Chết mẹ, nó nóng quá rồi, hết bốc được cái này. Cô tay. Má, nhanh lên. Phỏng rồi nè. Nè cầm này nè Nhật. Rồi giảm được rồi, giảm được rồi. Ồ má, y như điện giật luôn trời. Ok đó, giảm rồi đó. Rồi xong okay. Đây khoai tây chiên. Rồi để lấy cái đèn ra cho ông già ngoài kia, ông càm ràm quá. Nè, tao tay gọn này chồng đi. Quỷ ba. Đây. Đây anh già. Bơm luôn đi. Ok. Giờ là phải bơm đèn. Đây nam thanh niên hôm qua đi biển về đây. Hôm qua đi biển về hư da bữa nay lên Đà Lạt lại dưỡng da lại, phải đắp mặt nạ nè. Nắng qua nắng hư da hư đồ. Ok sao anh vào? Anh này anh có tuổi mà anh thích lên clip lắm. Chứ làm gì cái làm cho anh tắm hoài à. Hả? Không chưa. Để... đeo bao tay vô phải không, diễn cho nó giống không? Mà để đâu bay bơm không được. Rồi đem vô tổng hay đâu. Rồi xong cái đèn cho bên bên bếp, bên nhà hàng. Bỏ cái kia xuống. Gì luôn. Ừ, cũng thích cái đó mà, nhưng mà tại nhìn cái giá ngán giá quá. Không, nhưng mà khi mà tính hình nó đẹp. Cái này chắc tầm 5 triệu ha. Quá là quỷ này mấy trăm ngàn. Tối nay bếp Tâm Lâm sẽ làm cho mọi người món khoai tây gì? Khoai tây bí thuật. Công thức của anh phải không anh? Không đây, có gia truyền. Anh gọi, anh ấy gọi là bí thuật. Đây khoai tây chiên đù quá, thơm quá. YouTube cái trò gì? Đúng như cồn luôn á anh. Thơm. Nhưng chưa thấy YouTuber nào mà chửi gì. Coi không coi thì cút. Cút thích được không? Thơm quá. Khoai tây của bếp Tâm Lâm. Đây nè. Em đứng lại dạ. Bỏ hai cái ghế qua bển đi. Okay. Bữa tối ở đây. Anh đưa cho hai đứa cái ghế đồi nè. Bữa tối ở khu cách ly, chính xác là khu cách ly nha. Đây là buổi tối ở khu cách ly. Bỏ cái ghế này vô nữa. Một cái ghế này nữa. Dạ, ghế qua rồi, em.
tối nay sẽ có lẩu bò. Ngoài cái món khoai tây nó sẽ thêm một cái lẩu bò. Ok. Ê cái tay gắt lên nha. Chưa nha. Cái nữa. Rồi gắt nha. Ok. Rồi, lấy chén đũa ra đi. Nè, nghe cái xe nè. Buổi tối ở đây. Sao không đem vô ở đây có một cái nữa nè. Chiều nay rất là đẹp. Ô không không, không không, ở đây có một cái nữa nè. Rồi, em lấy thêm cái nữa. Đây có thằng giấy không vậy? Không phải cái đó. Ê đây cho xem miếng này. Lấy cho. Anh em nào vô đốt giùm cái lò này cái. Đây. Chỉ có chủ nhân mới đốt được thôi anh ơi. Không ai xài được. Đây đổ bổ nè em, coi đây. Lấy cái to đó sức đỡ. Đây, à tới luôn. Khoai tay. Khoai tay với à, sao em không lấy ra tạo cái bánh chén bí thuật. Mình hỏi anh ấy là cái gì, anh ấy nói đây là bí thuật. À ngon quá. Quên nó vụ đó. Để em đi lấy chút mẹ với nó tính nha. Ở giữa là cái ổ bò. Sốt phô mai. Bét bắt đầu bếp ơi. Ta này uống gì ta? Vô. Chúc mừng ngày mọi người biết mình bị lát hay gì. Ok. Vô nâng ly. Anh già vô nâng ly. Mừng ngày thành lập hội những người lát. 1 2 3 vô. Má kia ngon ngon. Cái nào ai thử kìa. Ok, đem. Rồi. Đúng không? Đúng rồi, tối nay bia rượu các loại đủ kiểu. Ồ có ngựa đỏ nữa hả? 1 2 3 vô. Đây là bình minh sáng nay đây. Mọi người thức dậy dây. Đây bà con ghê nhau ngắm cảnh thành lát mà. Đây trời sáng nay hừng đông sáng nay. Hôm nay thì thức sớm. Hôm nay trời đẹp mai cũng thức sớm hết trơn à. Đang lên màu đã quá đeo kéo giường ra nằm luôn kem. Ê tối qua ngủ ngoài tính ra cũng không lạnh lắm á. Không cũng sướng đẹp. Không, anh mặc cái này chui vô túi ngủ đó ổn rồi. Không sướng, ngủ cũng đã luôn. Sướng mà gì? Mà tiện ba mấy giật mình này. Ba mấy giật mình này. Má nó chuyện sùm cười giỡn như sáng hồi vậy.
mình vẫn muốn giữ nó một mình, đúng không ba ông Ly? Đấy, cà phê sáng, cà phê sáng cappuccino nha. Tuyệt. Đỉnh của đỉnh. Sáng nay, buổi sáng nay ở đây mọi người ăn sáng, lấy cái lẩu bò tối qua nấu lên lại, chụm mì vô ăn. Không, để miệng ngoài đổ nước rồi chứ. Ủa sao anh không, cái bao tay của anh đâu, anh không lấy anh sử dụng, anh kêu em bưng lại phỏng tay mà sao? Không nóng, anh không nóng hơn Phương đi. Không nóng gì anh cầm đi. Không nóng anh bưng cái tay. Anh bưng cái tay. Không nóng anh cầm đi. Hồi nãy cũng khác, hồi nãy muốn lột da tay mà luôn chứ không nóng. Hồi nãy lúc đó là em mới vừa bưng lên. Anh chơi mình rõ ràng thấy không? Sáng đây thì cứ mì hảo hảo. Chỉ có người đặc biệt, người già. Ủa, anh để đâu đây? Anh định kiếm tài trợ đó hay gì? Để đâu đây? Bỏ đại xuống dưới đây nè, cái này là người mạc luôn nè. Còn ly mì mới lớn này nè, thấy không? Từ nhỏ làm việc nhỏ. Bây giờ để đâu đây? Dạ, ông Dung vậy? Bỏ xuống đi. Đói Dung còn sống. Đúng rồi, phải anh phải cạp ở đây để bồi bổ lại. Đúng rồi, nè nè, nút mấy này vô nữa nè. Chưa nha, còn phải quay thêm cái này nữa nè. Nè. Quả tài. Tôi nói nãy đây giờ đây quên hả? Quên anh đi đúng không? Người hãy quên em đi. Nó đẹp quá. Có ai thấy cảnh phía sau hậu trường đâu. Đừng đi cam sướng lắm. Ừ. Giờ quay cho anh em thấy cảnh này á. Cam một chút ướt này ướt kia. Đi chơi mấy bữa cái đầu giấu hết trơn. Đi chơi mấy bữa mất đầu hết trơn. Đi chơi mấy bữa mất đầu hết trơn. Bãi này rất là đẹp. Tuyệt. Nắng có thể chơi được tới trưa luôn. Vì nắng lên thì mình vẫn chơi dưới bóng cây nên mát lắm. Ok, như thường lệ toàn bộ gác sẽ được đem xuống hết. Đây, xe này chở gác đây. Đó.
vẫn như cũ, rác không để lại dẹp và không đốt, tất cả mọi thứ đều được phải dọn đem về. Đây các bạn nhìn trời đây sạch sẽ, toàn bộ rác được chở về hết. Trả lời bãi rất là sạch sẽ nha. Bỏ sức. Chán chẳng còn nói. Đấy, bây giờ sẽ đi xuống một cái dốc. Dốc hôm qua mình quên đo, nhưng mà hôm qua lên cao lắm, để coi độ nghiêng nó là bao nhiêu. Nghe cẩn thận nha Ken ơi. Ok, ok. Trừ 6 7 8 7 8 thì sẽ dốc lên 10 7 6 7 đây. Đây, dốc cuối này gần nhõng đầu luôn nè. Quay quá. Hôm qua không nghĩ lên được con dốc này luôn. 12 13 16 14. Ok, ngon lành. Do cái mũi này thấp nên phải xuống xéo, chỉ xuống thẳng như đi bán tải thì banh mỏ.